Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S-Channel. Và trong ngày hôm nay, mùng 3 tháng 9 sẽ có những tin tức gì nổi bật thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại ngay bây giờ nhé. Và trước khi đến với những tin tức của ngày hôm nay thì hãy cùng Gặp Nhau Cuối Ngày dành ra một chút thời gian để tổng hợp lại những ưu đãi hấp dẫn và không thể bỏ qua nhé. Nhân dịp HIO Float đã chính thức ra mắt tại Việt Nam, thương hiệu máy tăm nước nổi tiếng thế giới sẽ có một đợt sale lớn trên Shopee trong 3 ngày, giảm đến 40% các máy tăm nước nhập khẩu chính hãng. Tăm nước HIO Float là thiết bị cầm tay sử dụng tia nước giúp loại bỏ đi những mảnh vụn thức ăn này, làm sạch sâu răng miệng, là một sản phẩm được ưa chuộng và có mặt tại hơn 36 quốc gia rồi, được các tạp chí và các nha sĩ quốc tế khuyên dùng. Nếu mà các bạn quan tâm thì hãy truy cập ngay vào hioflop.vn hoặc là ấn theo dõi ngay trên Shopee tại đường link mà bọn mình đã để sẵn ở bên dưới để có thể đặt hàng. Và khi đặt hàng thì sẽ được giảm thêm 10% nữa các bạn nhé. Mới đây thì Remastic đã tỏ thái độ khi mà thí sinh của chương trình King of Rap ICD đã có thái độ chê bai lời rap của Suboy và Datmaniac và đồng thời tự nhận mình là một lyrical rapper tốt nhất trong giới underground hiện tại. Được biết thì ICD với tên thật là Phạm Ngọc Huy, sinh năm 1996, là một trong những thí sinh sáng giá tại cuộc thi King of Rap. Trước đó thì anh chàng đã được biết đến là một rapper chuyên nghiệp của 7LD, khá là nổi tiếng trong cộng đồng underground vì từng đi rất nhiều rapper. Đặc biệt là trong số đó thì netizen đã từng khui ra được một đoạn clip mà ICD đã từng đi hai rapper tiền bối là Suboy, hiện đang giữ ghế của huấn luyện viên Rap Việt, và Datmaniac là huấn luyện viên của King of Rap từ tháng 5 năm 2020, tức là chỉ cách 3 tháng trước khi mà hai show rap đồng loạt được lên sóng. Đáng nói hơn là trong một bài phỏng vấn gần đây, khi được hỏi là có hối hận vì từng chê Suboy và Datmaniac viết ca từ sáo rỗng hay không, thì ICD đã tự tin mà khẳng định bản thân không hề hối hận. Anh chàng cũng cho hay, nếu hối hận thì tôi đã không viết. Tôi thấy từ sáo rỗng tương đối nhẹ, không quá gay gắt và cũng không có ý hạ bệ sự nghiệp của ai cả. Nếu người khác nói về tôi như vậy thì tôi cũng thấy không sao. Bên cạnh đó thì nam rapper cũng đã cho rằng tuy bản thân không phải là người tự cao nhưng dám tự tin để đề xuất mình là một trong những lyrical rapper, có nghĩa là thế mạnh về lời viết tốt nhất trong giới underground Việt hiện tại. Dưới một bài viết liên quan đến câu trả lời phỏng vấn trên của ICD thì đích thân đàn anh Remastic đã vào để bình luận. Bạn này có tiềm năng nhưng nước đi này thì hơi sai. Trả lời bình luận này thì ICD đã cho biết anh Remastic là đàn anh, mà bậc đàn anh đàn chị góp ý nhận xét gì thì tôi đều tiếp thu và đón nhận. Vậy thì liệu anh ấy có hối hận về những bài mình làm trước đây, khi mà trong ngày hôm nay thì anh ấy rất thành công rồi. Tôi nghĩ bất cứ rapper nào khi mà ra mắt bài hát của mình ít khi hối hận về sáng tác đó, mà trong giới rapper thì chuyện đi nhau thì cũng chỉ là chuyện thường ngày thôi. Mà kiếm được ai lành tính không làm chuyện đó trong giới này thì thật là hiếm có, khó tìm đó. Mặc dù là quan điểm cá nhân, song hầu hết các fan đều cho rằng ICD đang thẳng thắn một cách quá đà. ICD đang phải chịu kha khá những gạch đá từ cộng đồng mạng khi mà họ cho rằng anh chàng còn trẻ mà quá ngông cuồng và không khiêm tốn chút nào cả. Đáng nói hơn là ICD đang ở vị trí là một thí sinh dự thi, thì những động thái này của anh chàng khiến cho dân tình đang hoài nghi, phải chăng anh đang cố kiếm fame từ các tiền bối. Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay, vào tối ngày hôm qua mùng 2 tháng 9, tòa nhà cao chọc trời cao nhất thế giới Burj Khalifa đã hiển thị hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng như một lời chúc mừng nhân dịp quốc khánh của Việt Nam. Cụ thể, tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa đã hiển thị hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng vào lúc tối ngày hôm qua mùng 2 tháng 9 để chúc mừng quốc khánh của nước ta. Quốc kỳ Việt Nam đã được thắp sáng suốt một buổi tối trên nền của tòa nhà ngự trị giữa trung tâm tài chính mới của Dubai trong niềm tự hào, và được biết đây là một tiền lệ chưa từng xảy ra trước đó. Bên cạnh đó thì trên trang Twitter của tòa nhà Burj Khalifa cũng đã đăng tải lời chúc tốt đẹp đến dịp lễ mùng 2 tháng 9 của Việt Nam. Ban quản lý của tòa nhà đã chia sẻ, để kỷ niệm 75 năm quốc khánh Việt Nam, chúng tôi đã thắp sáng tòa nhà Burj Khalifa với quốc kỳ của họ, chúc người dân Việt Nam sẽ phát triển và thịnh vượng hơn. Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ trên các trang mạng xã hội thì rất nhiều người đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến những lời chúc vô cùng tốt đẹp của tòa nhà Burj Khalifa nói riêng và Dubai nói chung. Không ít những người đã cảm thấy tự hào khi một ngày lễ mang tính dân tộc lại được bạn bè quốc tế biết đến và ủng hộ một cách nhiệt tình như vậy. Mới đây thì sự việc nam thành viên mới có tên là Junio của nhóm Super Nine của ông bầu Tăng Nhật Tuệ đã mất tích suốt 2 tháng vừa qua đang là chủ đề được cư dân mạng rất quan tâm. Và trước đó thì ông bầu cũng đã từng tố một thành viên ở trong nhóm đã tự ý rời nhóm vì bạn gái có bầu.
Trên trang Facebook cá nhân, bài đăng cuối cùng của Junio liên quan đến Supernine là vào ngày 2 tháng 7 với dòng hashtag Supernine. Bên cạnh đó thì anh cũng liên tục đăng tải rất nhiều những hình ảnh thân mật với bạn gái mà không còn cập nhật những hoạt động chung với Supernine nữa. Trong ngày 28 tháng 8, đêm diễn ra sự kiện âm nhạc, anh cũng không đăng tải bất kỳ điều gì trên mạng xã hội để ủng hộ cho nhóm hay là nhắc tới màn trình diễn của Supernine. Tuy nhiên thì ở hình đại diện với các bài đăng cũ thì anh vẫn để nghệ danh của mình là Junio cùng với hashtag Supernine, không có động thái xóa đi. Và đến ngày 2 tháng 9 trên trang cá nhân, Tăng Nhật Tuệ đã đăng tải một dòng trạng thái bức xúc nói về việc một ca sĩ trực thuộc công ty của anh đã đơn phương rời nhóm. Theo thông tin từ phía Tăng Nhật Tuệ thì người này đã làm bạn gái có bầu cũng như là hành xử vô kỷ luật trong khi hoạt động trong nhóm, khiến cho công ty của anh gặp nhiều thiệt hại với đối tác. Và ngay khi mà dòng trạng thái này được đăng tải, rất đông khán giả đã rất tò mò về người mà Tăng Nhật Tuệ đang đề cập đến là ai. Không chỉ thế, nam nghệ sĩ còn tố người này ngang nhiên thách thức với các điều luật đã ký ok, nhưng mà ngang nhiên đạp đổ đi tình cảm và công sức của mọi người. Vì điều gì thì ai cũng biết, tất cả đã cố gắng để bảo vệ bạn như thế nào. Cho tới bây giờ, bạn nghĩ nó là đùa thì chúng tôi xin phép đợi phía bạn có đàn ông, phụ nữ, con cái, toàn những người có pháp nhân rõ ràng phải chịu trách nhiệm với mức bồi thường tới cùng. Rất nhiều nghi vấn xoay quanh nhân vật được đặt ra, netizen vẫn đang nghe ngóng để biết được đích danh nam ca sĩ này là ai. Và trả lời bình luận của một người bạn thì Tăng Nhật Tuệ khẳng định anh đã đợi người đàn ông này lên tiếng dù chỉ là một câu nói tình nghĩa, nhưng chính vì sự im lặng trốn tránh và thách thức bằng việc cố tình vi phạm nên sẽ để pháp luật làm việc. Sau khi cho kiểm tra và thu hồi toàn bộ pate Minh Chay thì mới đây phía cơ quan chức năng tại Hà Nội đã xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới số tiền là 17,5 triệu đồng. Cụ thể là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội vừa có báo cáo về việc kiểm tra xử lý vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới, doanh nghiệp với sản phẩm pate Minh Chay đã nhiễm vi khuẩn botulinum loại B. Tại buổi kiểm tra thì đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty này về hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh cung cấp thực phẩm. Và sau đó thì Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới với số tiền là 17,5 triệu đồng. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng thì công ty đã tổng hợp và cung cấp danh sách khách hàng từng mua pate Minh Chay. Theo đó thì hơn 7.000 sản phẩm pate Minh Chay đã được bán ra thị trường từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 22 tháng 8. Các khách hàng đã từng mua sản phẩm này thì đã được liên hệ thông qua tin nhắn và cuộc gọi để cảnh báo. Cơ quan chức năng tại Hà Nội thì đã thu hồi 13 sản phẩm của công ty đã lưu thông và được tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Đây đều là sản phẩm pate, ruốc, giò lụa, chả quế và muối vừng vân vân. Thời gian tới thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội sẽ chỉ đạo Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản cùng với cơ quan chuyên môn để kiểm tra và xác định nguyên nhân sản phẩm pate Minh Chay chứa vi khuẩn botulinum loại B. Các sở ngành liên quan thì sẽ được yêu cầu tăng cường công tác giám sát chất lượng an toàn thực phẩm của các sản phẩm nông lâm thủy sản được tiêu thụ trên địa bàn. Các đơn vị chức năng sẽ phải giám sát chỉ tiêu vi khuẩn này ở trên các sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản đóng hộp và bao gói kín. Theo như tờ Huffington Post của Mỹ vào ngày 2 tháng 9 thì đã đưa ra báo cáo chứng khoán mới nhất của Big Hit Entertainment. Đó chính là gần 500.000 cổ phiếu của công ty này sẽ được chia đều cho cả 7 thành viên của BTS. Điều này đồng nghĩa với việc là BTS đã chính thức trở thành những cổ đông mới của Big Hit Entertainment. Như vậy là có nghĩa mỗi thành viên của BTS sẽ sở hữu 69.670 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu có giá là 113 USD. Suy ra thì mỗi chàng trai của BTS sẽ hưởng giá trị bình quân vào thời điểm mà cổ phiếu đang được niêm yết là 7,87 triệu USD. BTS được mô tả như là con át chủ bài của Big Hit và mỗi thành viên thì đều là những người sáng tạo với kỹ năng sản xuất tuyệt vời. Big Hit cho rằng qua việc mỗi thành viên của BTS đều sở hữu cổ phiếu của công ty thì họ kỳ vọng là mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn với tư cách là một mối quan hệ nghệ sĩ và một nhà sáng lập. Bên cạnh đó thì thông tin Big Hit sắp lên sàn chứng khoán cũng được đưa ra sau khi mà Big Hit cho biết họ đã nộp giấy tờ cho kế hoạch tiến hành IPO lên sàn chứng khoán quốc gia và dự định sẽ mời chào cổ phiếu vào tháng 10 này. Giá IPO của Big Hit sẽ dao động từ khoảng 105.000 won cho đến 135.000 won, tương đương với khoảng 88,48 USD đến 113,76 USD mỗi cổ phiếu. Big Hit đang nhắm mục tiêu định giá cho công ty khoảng 4.000 tỷ won, tức là khoảng 3,4 tỷ USD. Đợt IPO này thì sẽ
thể hiện mức độ quan tâm của các nhà đầu tư đối với Big Hit cùng với BTS nói riêng và K-pop nói chung. Trong bối cảnh cổ phiếu của các đối thủ niêm yết như là nhà SM, chủ quản của nhóm nhạc nam EXO đã giảm khoảng 43% xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng do các buổi hòa nhạc đều bị hủy vì tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp. Ngoài ra thì nguồn thông tin đến từ nhiều báo Hàn, trong đó thì có Newsen đã cho biết một đại diện thuộc Big Hit đã xác nhận rằng công ty đang trong quá trình thảo luận để mua lại KOZ Entertainment, công ty giải trí được thành lập bởi nam idol và rapper nổi tiếng Zico. Nhiều người đã phỏng đoán rằng có lẽ việc Zico trở thành một trong những cố vấn của Show Island do Big Hit tổ chức cũng chính là hint của công ty này. Và bên cạnh nhiều ý kiến cho rằng Big Hit đang hơi bành trướng, thì phần đông dân mạng lại cho rằng công ty đang có một nước đi khôn ngoan vì Zico được xem là một trong những nam nghệ sĩ cực mạnh trong mảng digital. Và nếu như thông tin này là thật thì Big Hit sẽ toàn sở hữu những tên tuổi khủng long của K-pop, ví dụ như là BTS, Seventeen, Zico, v.v. Theo thông tin mới cập nhật thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đã xếp thứ 2 tại vòng bán kết và sẽ thi đấu cùng với Tajikistan, Myanmar và Lào tại vòng chung kết của Thanh Biathlon tại ngày 4 tháng 9 tới đây. Danh sách các đội thi đấu chung kết của bảng 2 Thanh Biathlon 2020 được ban tổ chức thông báo sau cuộc họp căng thẳng kéo dài 3 giờ và kết thúc vào lúc 22 giờ 15 ngày 2 tháng 9. Ban trọng tài đã tính toán các lỗi trong khi thi đấu và công bố thành tích của 5 đội ở vòng bán kết của bảng 2. Myanmar xếp thứ 2 với thành tích 2 giờ 18 phút 04 giây và hạ 9 trên 24 mục tiêu. Việt Nam xếp thứ 2 với thành tích là 2 giờ 23 phút 16 giây, hạ 13 trên 24 mục tiêu. Vị trí thứ 3 và thứ 4 sẽ lần lượt thuộc về Tajikistan với kết quả là 2 giờ 41 phút 26 giây, hạ 2 trên 24 bia và Lào với 2 giờ 45 phút 48 giây, hạ 4 trên 24 mục tiêu. Đội tuyển có thành tích thấp nhất là Congo với 3 giờ 24 phút 07 giây và hạ được 5 trên 24 mục tiêu. Và theo thể lệ thì Thanh Biathlon năm nay, 4 đội có thành tích tốt nhất ở bán kết thuộc bảng 2 sẽ tiếp tục tranh tài ở trận chung kết. Và lễ bốc thăm chọn màu xe và thứ tự vòng đua sẽ diễn ra tại công viên Patriot ở ngoại ô của thủ đô Moscow vào sáng ngày hôm nay. Trận chung kết bảng 2 của giải đua xe tăng Thanh Biathlon 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ tại Moscow và lúc 19 giờ theo giờ Hà Nội vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những tin tức nổi bật và không thể bỏ qua có trong ngày hôm nay 3 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.